Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em đang có mặt tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km, cách bến xe An Sương của quận 12 là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Trong video này thì Biển Xanh xin giới thiệu đến anh chị mình một lô đất vừa và nhỏ, giá tiền cũng vừa và nhỏ để anh chị mình có thể mua để dành, để đầu tư hoặc xây nhà để ở, an cư lập nghiệp. Một lô đất hướng Bắc có diện tích là ngang 4m và dài là 1m, tổng diện tích trên sổ là 40m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn. Vị trí ngày hôm nay thì nó nằm ngay ở một khu vực xóm nhỏ, nằm trong lòng khu đô thị du lịch Cát Tường, Phú Sinh anh chị nhé. Ở đây do là diện tích vừa và nhỏ nên được nhiều anh chị ưa chuộng mua để xây nhà ở. Từ căn nhà mình đo sang là 4m và dài xuống phía sau là 10m. Đất thổ cư 100%, đất gò cao ráo xây dựng tự do. Mình xây lên thì nó sẽ dài giống như căn nhà hàng xóm bên tay phải này. Và vị trí này mình được xây full ra tới vỉa hè anh chị nhé. Vỉa hè trước nhà rất to và rộng. Vị trí này nó giống như là một cái xóm nhỏ ở khu vực này, dân cư ở kín hết rồi. Và lô đất ngày hôm nay chỉ có 810 triệu Việt Nam đồng, bao gồm tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh bất cứ một chi phí nào cả. Ở đây người ta thiết kế những căn nhà một trệt một lầu nhìn cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là phù hợp cho một gia đình trẻ chúng ta an cư lập nghiệp. Hoặc những cô chú nào muốn về đây ở nghỉ dưỡng với một cái quỹ tài chính nho nhỏ thì lô đất ngày hôm nay rất là phù hợp anh chị nhé. Phía trước vỉa hè to, rộng, mình đậu xe rất là thoải mái. Và ở đây thì những xe lớn rất là ít chạy vào. Chính vì thế anh chị mình có thể là đậu xe hơi cũng rất là tiện lợi ở phía trước nhà. 810 triệu Việt Nam đồng là giá bao tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý rõ ràng anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến lô đất nhỏ nhỏ xinh xinh này thì hãy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline 037 730 4018. Biển Xanh sẽ đón và dẫn anh chị mình đi xem đất nhé. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.